Xin chào các bạn, chúng ta lại quay với chủ đề người Do Thái mới lập quốc Israel. Video lần trước là Dư Viễn đã trình bày với các bạn là cái vụ án mà khủng hoảng kinh đào Suez đó các bạn. Khủng hoảng kinh đào Suez đó là bên Do Thái thua nha các bạn. Bên người Israel thua. Nói thua cho nó thua vậy thôi chứ nó không bị thiệt hại gì hết trơn, mà thua là tức, cái cảm giác tức vậy đó. Nhưng mà cái phe thắng cuộc á là bên Ai Cập. Lúc này Ai Cập lên đó các bạn. Ai Cập thắng được trận này, Ai Cập lên cực kỳ lên luôn. Và trong giai đoạn từ năm 1963 tới năm 1969 nó có những cái biến cố sau đây. Là cái ông tổng thống cũ bị bay ghế. Vậy thôi, của thủ tướng bạn lộn, thủ tướng cũ. Tại đơn giản thôi là Israel thua đúng không? Khi mà thua quê này nọ kia tất cả các thứ rồi, nói chung nội bộ lục đục xào xáo tà đen hết đó. Thì nói chung là ông lên đường. Đó, ông xong rồi giờ ông này vô nè. Ông này có tên là Esco. Đó, tên cũng nghe là lạ không, đọc vậy đi. Ông này làm từ năm 63 tới năm 69. Thì ở cái nhiệm kỳ của ông này thì nó có những cái gì ấn tượng ở đất nước Do Thái. Đầu tiên phải kể tới là Đại Vận Hà. Đại Vận Hà là một cái thuật ngữ mà các bạn coi tùy đường diễn nghĩa đó các bạn. Tùy đường diễn nghĩa đó, không là ông tùy dạng đế đó. Ông làm ra cái Đại Vận Hà, một công trình gọi là dòng sông nhân tạo. Dòng sông nhân tạo hướng tới Vân Nam. Đó, trong lịch sử Trung Quốc thì ở bên Israel nó cũng có một cái Đại Vận Hà đó các bạn. Mà cái Đại Vận Hà này là cái cực kỳ ghê gớm và cực kỳ lợi hại thêm cái tầm nhìn chiến lược và sử dụng nước cũng như là nguồn tài nguyên thiên nhiên của người Do Thái. Bạn biết là Do Thái là cái đất xấu quắc, đất gì đâu mà khô cằn, màu mỡ phì nhiêu có một chút xíu à, còn nhiêu là toàn là núi rồi quang mạc sa mạc, đặc biệt là Negev đó. Mà nhớ dùng Negev chưa đó? Negev là cái chỗ mà cái ông cụ thủ tướng đầu tiên á là ông Ben Gurion đó, ông nói là tôi có một giấc mơ, tôi có một ước mơ, tôi có một khát khao là sau này tôi retirement, tôi về Negev, tôi xây dựng thành những cái gọi là những cái ốc đảo, xây dựng cái CD để cho bà con dân Do Thái ngàn đời có thể định cư an cư trên một cái mảnh đất mà sa mạc khô cằn, nhưng mà bằng trí tuệ của Do Thái tôi có thể cải tạo nó, tôi có thể chuyển đổi công năng của nó để tôi xứng đáng là con dân của vua David đó, cụ nói vậy đó. Và cụ nung nấu cái dự án đó từ lúc mà nước Israel chưa thành lập nữa bạn, tức là khoảng năm 1900 bốn mấy hồi đó đó, lúc mà nước Israel chưa thành lập là cái ý tưởng đó là nung nấu rồi, nhưng mà giờ bận đi quấn lộn, chưa có thời gian làm thôi, hả? Chưa có thời gian làm, thì sau khi mà nước Israel thành lập đó, người ta bắt đầu người ta làm, đi mướn nhà thầu đấu thầu rồi tuyển mấy em sinh viên những mấy trường đại học học ngành cầu đường thủy lợi gì đó không biết, đại loại là làm, vậy thì làm gì? Đó, nói tới lúc này là phải học tới địa lý của Israel nè. Địa lý của Israel nó nghiệt ngã lắm các bạn. Nó có chia một cái dòng sông và dòng sông Jordan chung. Đó, và tưởng tượng dòng sông Jordan nó chung, nó chạy dọc biên giới. Nó chạy dọc biên giới giữa Jordan với Israel. Dòng sông Jordan là dòng sông trong Kinh Thánh nhiều lắm các bạn. Dòng sông rửa tội rồi nè, nó nhiều lắm dòng sông Jordan. Đó. Mà trùng tên với nước Jordan luôn á. Thì ở trong nước Israel nó có dòng sông đó, là chứ nước chỉ có vậy thôi đó, còn không thì bạn ra ngoài địa Trung Hải uống nước muối hay uống nước nào uống nữa đó. Rồi trên dòng sông đó phía bắc nó có cái hồ. Nó kêu là hồ Galilee, cũng là địa danh Kinh Thánh luôn. Nói chung là đây là những vùng đất nó Kinh Thánh ghê lắm bạn. Hồ Galilee, nó nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ở phía bắc nha bạn. Nhìn tay tôi nè, đây ví dụ này đi. Lean Body là hồ Galilee, rồi ok. Rồi Pum là cái như cái này bạn biết nè. Hồ Galilee bạn không biết, nhưng mà cái này tôi bảo đảm bạn biết. Dead Sea. Đó. Thì thông qua chuyện Dead Sea, Duy Nguyễn nói cho bạn thêm một cái này mà nói chung là bây giờ mấy bạn mỏ hổng trên mạng các bạn siêu tập tôn giáo ghê luôn các bạn. Tóm lại nha, các bạn thích cái kiểu mà đi cà khịa đó. Thích đi cà khịa này, cà khịa kia, mày ngon mà trả lời tao này đi, mày ngon mà trả lời tao kia đi. Tại sao vậy, tại sao vậy? Đã là tôn giáo không có nhu cầu tại sao nha. Bạn nên nhớ vậy, trong tất cả tôn giáo đều là niềm tin nha. Còn muốn nói chuyện đàng hoàng thì mới nói, chứ không phải là bạn vô mà hỏi cắt cớ tại sao. Thì ngày xưa Chúa Giêsu nó có 12 môn đồ, có 12 tông đồ. Thì có một lần là đi trên cái thuyền thì một tông đồ á thấy Chúa đi được trên mặt nước. Thấy Chúa được đi trên mặt nước nha. Xong rồi cái ông tông đồ này ông không dám đi, ông sợ chìm. Xong rồi Chúa nói là hãy tin là làm được, con hãy tin là con làm được rồi đó kia thì con sẽ đi được. Đó. Rồi xong rồi cuối cùng á tông đồ đó đi bước trên mặt nước. Rất nhiều người không tin cái đó. Không tin cái đó rồi cà khịa này nọ ABC các kiểu. Đó, không nên. Nhưng mà tại sao Dương Nguyễn nói tới Dead Sea? Tất cả hầu như mọi vật thể đều nổi nhá. Tại hàm lượng muối nó quá mặn. Thì bạn nhận thức được đó chưa? Thì bạn có liên tưởng tới đây, bạn liên tưởng được cái gì chưa? Rồi liên tưởng được vậy biết vậy nha. Thì quay lại vấn đề địa lý này thôi. Cái kia nói nhỏ nhỏ thôi chứ không. Đó là Tân Ước. Cái câu chuyện là chuyện Tân Ước, bạn mua sách mà đọc bạn sẽ biết nha. Nhưng mà tất nhiên
người Do Thái không tin Tân Ước. Đó, nên là đạo Do Thái, Do Thái giáo sẽ khác hoàn, sẽ khác nha bạn, không khác hoàn toàn mà khác so với Roman Catholic, tức là đạo La Mã. Bạn hiểu không? Vatican nằm ở đâu? Vatican nằm ở La Mã. Jerusalem nằm ở đâu? Jerusalem nằm ở Israel. Nên nhiều người hỏi, ủa cái nôi của tôn giáo là phải là Jerusalem chứ đâu phải là Vatican đâu? Tại bạn không hiểu thôi. Đó. Rồi quay lại, cái Dead Sea thì bự hơn. Dead Sea nước nhiều nữa. Nhưng mà Dead Sea ai uống cho nổi? Ai uống cho nổi? Đúng không? Nhưng mà không có gì có thể cản người Do Thái được. Người Do Thái chơi công nghệ lọc nước biển luôn. Đó. Chơi công nghệ lọc nước biển luôn mà. Mà tại sao có công nghệ lọc nước biển? Chúng Duy Nguyễn nói mà mới sợ. Hả? Thì thời xưa làm gì lọc được đúng không? Thời xưa nó vậy thôi. Cái hồ này là hồ Galilee. Cái hồ này là hồ Dead Sea. Mà cái này là điểm thấp nhất thế giới luôn á. Tức là cái hồ mà cái vị trí thấp á. Nó tức là bình thường bạn không mực nước biển đúng không? Không mét. Không mét so với mực nước biển độ cao là bạn là thấp rồi đó. Cái này á là khoảng chừng thấp hơn 400, cái này thấp hơn nữa. Tức là hai cái hồ nó đặc biệt nó thấp tè à. Đó, bạn nhớ điểm đó đi, đi chém gió. Rồi, vậy thì bạn có thấy được cái vụ mà cái này ngày xưa đâu phải của Israel đâu. Cái này ngày xưa là mấy bạn Ả Rập bạn tặng. Nhớ vụ tặng không? Tặng là năm 47-48 đó. Lúc mà Israel mới lập quốc có mấy tiếng đồng hồ kéo qua quýnh. Cái hồ này không phải là của Do Thái. Do Thái ngày xưa chưa có hồ này. Cái này nằm ở trên Galilee, bạn nhớ chưa? Cái trận đó là lụm, cái cú đó là lụm cái nguyên Galilee luôn. Trong Galilee có cái hồ này. Bạn thấy không? Ả Rập đi một nước cờ sai chiến lược chưa? Sai chiến lược hoàn toàn chứ nữa. Tự nhiên để cho Do Thái có cái hồ này, Do Thái có nước uống. Hợp lý không? Còn nếu mà Do Thái không có hồ này, Do Thái phải uống nước sông Giọt Đanh chung với bên Giọt Đanh. Cái hồ nước ngọt nó lợi hại lắm các bạn. Bạn nhìn ra nguyên một nước chỉ có hồ nước ngọt thôi đó. Cái sông Giọt Đanh bạn nghe cho nó ngồi thôi, nhỏ xíu à. Nó làm gì đó, nó cửa nó bự bằng sông Hồng, sông Mekong của Việt Nam đó. Nên mà gọi là ngẫm lại cái này thấy cái cú này nó đau. Nó đau không chỗ á. Là cái vị trí của Do Thái trước giờ không có cái gì ăn được á. Mà những cái cú lịch chuột ẩu, đúng không? Nhưng mà thường nói là những cái cú lịch chuột đi vào lòng đất nó ban lại cho người Do Thái cái địa lợi, kết hợp với cái nhân hòa nữa, thêm cái thiên thời cái kia đổ xuống nữa, ai đấu lại. Rồi ok, quay lại cái hồ này. Hồ nè, thì bây giờ làm một cái công trình dẫn nước dẫn sốc lắm ha. Nè cái hồ nằm đây nè, kiếm gì vậy, làm xong xong chạy vậy xong rồi ở đây là cái sa mạc vậy, sa mạc đây bụi trà quá nè đó. Xong rồi cái làm kinh đào hai ba nhánh dẫn sọc dẫn nước dẫn xuống tới sa mạc luôn. Thấy ghê không bạn? Mà không phải là dẫn bình thường, cái địa hình của Israel nó đồi núi không nè à? Đào núi luôn, đào tùm lum, cà le me đó, làm được cái sông, làm được cái kinh đào đó, nó kêu là công trình thế kỷ. Là một cái công trình mà gọi là rất đáng tự hào của nhân loại luôn, chứ không phải người Do Thái. Mà được hoàn thành trong cái giai đoạn của cái ông đó, ông thủ tướng số 2 nha. Ông đó hên thôi, ông thủ tướng số 1 là ông làm, mà tới ông thủ tướng số 2 là ông hưởng. Nó đời đó, vậy thôi à. Thì cái đó nó rất là quan trọng. Thì bạn nghĩ coi, cái hành vi mà tự nhiên cái hồ này ngày trước là của tớ, mà bây giờ mày xu cái hồ này, rồi xong mày đào thêm kinh đào, mày ăn cắp nước của sông Jordan quá trời đất vậy á. Thế nó quen mà. Thấy chỗ này nếu mà bạn là Jordan, bạn có cây không? Jordan nằm sát ở đây nè. Biên giới Israel nằm ở đây, Jordan nằm ở đây. Còn Syria nằm trên đây. Rồi ông Ai Cập nằm dưới đây, ông Iraq nằm ở đây. Rồi nhớ chưa, vậy đó. Thì những cái ông mà đi quýnh Israel toàn là ông hàng xóm không à. Đó. Có mấy ông ở xa thì bơm đồ kíp đẻo hết. Rồi nên nó tóm lại cái kinh đào này á, nó là một cái công trình nó rất là đáng nhắc đến trong cái nhiệm kỳ tổng thống thủ tướng của ông này. Và nó giúp cho người Israel sinh sôi nảy nở, sống ok, sống tốt, nói chung cái nước nó sống được, không nước sao sống. Và sau đó đó bạn, nhận thức của người Israel người ta lên tới tầm này nè. Giờ của ăn của để nhiều tiền rồi, nghĩ cho nhân loại, nghĩ cho thiên nhiên mà. Đại loại làm vậy, ông rút nước từ cái hồ này nhiều quá nó cạn ông ơi. Nó cạn. Cái hồ nước ở đâu có? Mạch nước ngầm. Mà nghĩ cái ít riêu mưa được năm nhiêu. Chỗ đó sa mạc mà mưa gì chút đỉnh à. Nên gọi là mấy ông đây ông uống nước nhiều quá. Nên gọi là ở bên ít riêu lúc đó là cái luật về nước rất là hà khắc. Nó tương đối là hà khắc nha bạn. Nên cái câu chuyện nước này nó biến thành nước ít riêu ngày xưa là từ ngày xưa tới ngày nay. Và bây giờ bạn hiểu là Israel quản lý nước rất ghê, đúng không? Dùng nước để tưới cho nông nghiệp toàn là automatic hết, toàn là tự động, từng giọt cảm biến đều không rồi, chứ không phải xả ào ào như các bạn đâu.
đó, nên gọi là người Israel, người ta quản lý nguồn nước rất là ghê. Và sau đó người ta cảm thấy rằng rút nhựa hoài á thì nó bị hụt nước, nó hụt nước ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, mấy con rùa, mấy con cua, mấy con cá gì đó, nó sống nó không happy nữa, phải không? Nên gọi là người Israel, người ta mới là lấy thêm nước biển, người ta dùng cái công nghệ technology để ta xử lý nước biển thành nước ngọt để cho nó đỡ cho cái hồ này. Nó, nhưng mà cái ông này ông cay, ông sọc đầu ông cay lắm. Nó gọi là trong cái chiều dài lịch sử đất nước Israel là với những nước đất gì đó, nó không nào nó yên bình, nó kẹ qua, nó kẹ lại, nó kèn lại đàm phán này đàm phán nọ. Nên đó tới năm 1990 mấy á, nhảy hơi lố là bên giữa Israel với ông Jordan á làm một cái hợp đồng kinh tế, là cái ông Israel này một năm á cho ông Jordan là khoảng năm chục triệu mét khối gì đó, đại loại là một mớ nước đó, không còn nhớ số liệu đâu bạn, cho một mớ nước để cho cái ông này im đi giống nó hoài, không nên không mà tao biết rồi, tao đạo kinh của mày vậy, tao có nước tao cho mày nè, nên nín đi đó, xong im chuyện đó là xong chuyện kinh nha mày. Rồi quay vào những cái tiếp theo, đó là cái kinh là năm 1954 nha, ô lộn 64 rồi chiến dịch Đắp Bắc là 63 đó bạn, này 64 rồi, nhờ nhảy phát tới 66 nè. 66 nhiều câu chuyện để nói lắm mày, 66 là quá nhiều câu chuyện để nói luôn. Ngày trước á là Israel á là mua vũ khí của Pháp, mà mua vũ khí của Pháp là chủ yếu, máy bay Rafael đồ vậy, đại loại vậy á, xe tăng, nói chung là đồ Pháp hết. Xong rồi tự nhiên á biết chở chứng gì đó mà là sau cái sự kiện mà gọi là năm cũng năm 1966 luôn, là Pháp phải rút quân ra khỏi Algeria. Đó, Algeria là một nước Bắc Phi đó, thuộc địa của Pháp. Rồi xong rồi năm 1966 là Pháp phải rút quân ra khỏi Algeria. Rồi từ đó đó cái ông tướng là Charles de Gaulle á, ông nổi tiếng, bạn trai nổi tiếng bên Pháp lắm, Charles de Gaulle á. Ông này ổng lobby cái gì đó không biết, nói chung là giờ không chơi với bên Israel nữa. Mà bây giờ sau này người ta nghiên cứu lại á, có thể là kinh tế thời đó của Pháp á yếu rồi, Pháp chơi dơ, Pháp xù á, tức là đại loại là làm ăn với người ta lấy tiền cọc. Là lúc đó là Israel đặt 50 cái máy bay của Pháp, đưa tiền cọc rồi, Pháp nói giờ tự nhiên giờ nghỉ chơi đồ này nọ. Có thể là cái câu chuyện nghỉ chơi đằng sau đó nó có nguyên nhân sâu xa, thì cốc không biết là đúng hay là sai, nhưng mà tóm lại là cái là Pháp quay xe với Israel, có thể là áp lực bên này bên kia đó không rõ. Ok, xong rồi giật luôn tiền cọc máy bay luôn. Không lẽ giờ Israel quay qua giải phóng Pháp đó, nên nó cứu này nó thốn chỗ này nữa. Rồi xong rồi Pháp nó khai băng đốc si chế độ thuộc địa cho các bạn đó, giờ tao giờ mệt rồi, giờ về nhà rút về Paris làm ăn thôi, chứ không có đi vòng thuộc địa quản lý hết nổi rồi, thôi giờ nợ xấu nợ tốt, nợ cha nợ con gì đó, thôi tao bán cái qua nào mua. Lúc đó là một cục đại gia đứng ra đập bàn cái đùng, tao mua. Người đó chính là American, Mỹ bay vào Mỹ mua tất cả nợ xấu nợ xí gì đó của Pháp, Anh ở khu này đúng không, tao mua hết. Rồi giờ khu này tao quản, rồi giờ sao ai vụ gì nó nợ mày 50 máy bay đúng không, rồi cẩn qua đây tao bán. Là từ đó đó Mỹ mới bắt đầu bán vũ khí cho Do Thái là nhiều luôn á, là bán máy bay nè, giờ đổi hệ mày máy bay đó tao đâu làm được, giờ tao lành mày cái con này mới nè, cái con này tao mới nghiên cứu ra hồi xin lỗi các bạn, mới nghiên cứu cái này 10 năm chạy thử nghiệm rồi, qua unit test các kiểu rồi, QA các kiểu đạt hết rồi, có lạng lạng qua miền Bắc Việt Nam nữa đó, quảng cáo ghê lắm. Con đó có tên là A4 Skyhawk đó, tên đàng hoàng luôn mà, bán máy bay, bán xe tăng, bán pháo không. Rồi xong không biết có training quân đội không thì không biết. Đó là cái sự kiện mà gọi là người Pháp quay xe giúp cho người Mỹ, người ta ảnh hưởng tới cái vùng mà ảnh hưởng tới cái vùng Trung Đông một cách danh chính ngôn thuận luôn đó. Tới đây giai đoạn đó nó quan trọng mà, và người Do Thái bây giờ người ta bắt đầu người ta mua được vũ khí của Mỹ ồ ạt, giống như là châu về hợp phố vậy đó. Do Thái với Mỹ vốn rất thân, bằng cái kiều bào Do Thái ở bên Mỹ rất đông, mà bây giờ thêm cái liên minh quân sự gì nữa là rất ghê. Nhưng mà nói thôi, trong chiến tranh 6 ngày á thì Mỹ không hỗ trợ Do Thái, không hỗ trợ được, lúc đó là bị kẹt bạn, kẹt ở đâu đó bạn, lúc đó là ông Mỹ bị kẹt, hiểu không? Ông bị một nước rất là men quýnh ông bị kẹt đó, ông không có về giúp Do Thái được, nên Do Thái phải cũng hận luôn. Rồi thôi tiếp. Rồi năm đó là có một sự kiện nữa, là ở nước Do Thái có người Ả Rập nha bạn, tức là người Ả Rập mà người ta thành người Do Thái, hiểu không? Tức là người Do Thái gốc Ả Rập đó, thì người Do Thái gốc Ả Rập với người Do Thái xịn á thì không có get along with được đâu bạn,
tức là không có thân thiện, không có hòa đồng này nọ được á. Nhưng mà tới năm 1906 cái vấn đề đó nó đỡ hơn rồi, nó đỡ hơn rồi, nên trong nội bộ nước Do Thái lúc bây giờ nó có sự đoàn kết, đoàn kết hơn, cũng giai đoạn năm 1956 luôn. Rồi chưa kể năm 1956 nó còn có sự kiện nữa, là bây giờ là nhà nhà nước mạng, người người nước mạng, mặc dù mạng internet chưa có nhưng mà là TV trắng đen lần đầu tiên được chiếu ở quảng trường Jerusalem. Xong rồi Do Thái giàu quá mua nhà chiếc cấm ăn tem đồ coi thật sự. Ý nghĩa là sao? Lúc này á là nhà nước muốn ra một cái gì đó, người ta tuyên bố trên truyền hình. Thì bạn biết ai biết hết. Nói chung là giờ là cái như là tin tức phát tán nhanh hơn. Nó giống như một cuộc cách mạng vậy đó, về văn hóa, về này về kia. Đó. Rồi sau đó, thời điểm này phải nhớ nè, ngày 15 tháng 5. Đó, năm 1967. 67, 66 xong rồi tới 67. Là lúc đó đó, có một ca sĩ vĩ đại của người Do Thái đứng trước quảng trường Jerusalem. Ở Jerusalem giờ mới có nửa cái nha các bạn. Nhớ chưa? Duy Nguyễn nói ghê thôi chứ Jerusalem bây giờ mới có nửa cái à. Nửa cái đó ai cho ta? Ai cho vậy? Còn nhớ ai cho không? Rồi ông hát cái bài này nè bạn. Jerusalem of God. Jerusalem of God. Tức là Jerusalem của Chúa đó. Ý nghĩa sao ta? Jerusalem cầm sổ đỏ mà nửa căn hát ghê vậy. Bạn có thể lên trên mạng, bạn mà nghe bài này, bật sọt đi mà lên mạng mà nghe bài này rất là hùng hào, rất là hay. Mặc dù hát theo tiếng Do Thái nhưng mà cũng có việc, cũng có English shop nữa. Nói chung bài này khá là hay bạn. Và sau cái sự kiện ca mà ca lai nha, đó là ca lai chứ không phải là chơi ca nhép nha bạn. Hàng ngàn người, trời ơi tự nhiên giống như được búp vậy đó bạn. Bạn có chơi game không? Giống như là đang đánh trận mà tự nhiên gặp vua ra búp thần lộ lên ghê lắm. Tự nhiên cái máu chiến đấu nó sục sôi đồ này nọ, nó kinh khủng lắm. Đúng không? Mà kết hợp với cái sự kiện mà cái tivi nữa, cái tivi hồi nãy nữa, là cái bài đó đó mấy ngày sau thôi nó đứng đầu top 10 làn sóng xanh mấy tháng liên tiếp luôn. Hả? Nó loại hại lắm bạn. Cái bài này nó đẩy sĩ thi khí của người Do Thái lên kinh lắm. Xong rồi bạn nghĩ là Ả Rập làm để cho nằm yên không? Ả Rập cũng Do Thái vô đây nhoi mày. Nhoi. Mà nói chung Ả Rập nói cho vui thôi, dẫn đầu là ông Ai Cập nè. Như Duy Nguyễn nói đầu video, ông Ai Cập lúc này tinh thần lên lắm. Ông ăn được hai cái chiến thắng mà đó nhớ chưa? Khủng loạn cái đào Suez ăn đó sung lắm. Giờ với có đại ca bảo kê. Trời ơi, bây giờ đại ca bảo kê ông này ghê lắm. Đó không? Mà cái ông này ông có một ông tổng thống bên Ai Cập tên Nasser. Ông này khá nổi tiếng đó bạn. Ông này nói chung là diều hâu có tiếng luôn. Ông này cũng khá nổi tiếng luôn, ông ăn cú đó giờ cũng lên luôn. Ông này là ông tư tưởng ông lại gì đập chết cho thấy luôn mà. Ông này ghê lắm, bà ghi cú này đi. Xong rồi ông mới gọi là ông muốn tái hiện lại, ví dụ mà khủng hoảng cái đạo xe mình làm ngon quá, giờ mình qua mình quất luôn, mình dứt cho nó cọc nụ nó luôn. Chứ dạo này tinh thần nó coi trắng tiền hình trắng đen nó ghê quá. Nhưng mà ở trong xóm thì tự nhiên ít rêu giàu nhất trong mấy đứa, trong mấy bạn kia không ai bạn nào giàu bằng đó, rõ ràng. Tao buộc cái tao ăn, khỏi nói đi. Đúng không? Mày sinh sao để muộn mà mày giàu không tao ghét rồi. Chuyện nó đương nhiên dễ hiểu. Rồi làm gì? Đi họp. Đầu tiên rủ ba ông Siri, ông sọt đêm thôi, rủ ba ông vô ký liên minh quân sự. Với một cái danh nghĩa trá hình là phòng thủ chung. Nói chung là hồ sơ thôi. Là xong rồi hoạn nạn cùng chia, không sinh cùng tháng, cùng năm, cùng ngày, nguyện tử gì đó, ABC, đại loại gì đó. Xong cái hồi mở rộng ra những nước xung quanh. Đó, mở rộng ra những nước xung quanh là cả như 60 nước. Chính thức và không chính thức. Xong rồi gom lại họp quân. Lên một kế hoạch mật các bạn. Mật cái kiểu gì? Trời ơi, nói thiệt với bạn, Mossad này. Mossad ghê lắm. Mossad là gì? Tình báo của Israel. Mà tình báo của người Do Thái á, nổi tiếng thế giới kinh khủng rồi bạn. Trên thế giới á, chỉ có những tình báo sai nổi tiếng. Một, CIA của Mỹ. Hai, Mossad. Ba, KGB. Đó, thôi, đa số là vậy. Thấy không? Bạn tìm hiểu đi. Biết hết. Ông tính hợp lại quýnh tôi gì đúng không? Ông tính hợp quýnh tôi vậy? Ok, được. Tôi hợp với thủ tướng tôi. Là nói thật ra thì nói chung là hai cái bên này à, mặc dù nói chuyện hòa thôi, nhưng mà trong tâm thế họ lúc nào cũng đập nhau thôi à. Nó không có chuyện hòa bình ở Trung Đông, bọn nó nhớ, không có chuyện hòa bình Trung Đông. Nói chuyện cho nó vui vui thôi, chứ chuẩn bị đập nhau nè.
thì gom quân lại là bên Ả Rập đông hơn, rất đông, nhiều nước liên kết ABCDF, các kiểu phòng thủ bố trí đồ pháo đài đồ kinh khủng lắm bạn, trên biển, trên sông, trên bộ, đầy đặt mìn, đặt bom đồ, phòng không chĩa sẵn đồ, lính chia ca các kiểu đồ kinh khủng lắm. Nói chung là bên Ả Rập bố phòng rất là ghê gớm. Nhưng mà trời ơi, tôi nói bạn nè, nói đây nghe bằng sợ nè, người Do Thái từ hồi lập quốc tới giờ á là họ thích coi phim tàu lắm bạn. Coi phim tàu á, nhân trung lão bố, mã trung xích thố. Đó, nên là vậy thì cái nhân trung lữ bố, mã trung xích thố trong cái câu chuyện người Do Thái là cái gì? Quân đội. Thấy không? Quân đội á là phải như lão bố vậy đó. Thiện chiến, tinh nhuệ, võ công cao, không cần đông, chỉ cần chất. Còn phi công á, nói về hàng không á, phi công á, nói chung về quân đội hàng không đó thì phải như xích thố vậy đó. Xích thố á là gì? Chạy nhanh, làm lẹ gọn nhẹ, nhanh nhanh lẹ gọn nhẹ, mạnh mẽ, ngày đi ngàn dặm không nghỉ. Vậy thì cái câu ngày đi ngàn dặm không nghỉ của con ngựa đổi qua máy bay là gì? Ở trong máy bay có một cái tiêu chuẩn như này bạn, có một tiêu chuẩn như này là bên người Do Thái á, một cái phi đội á có thể một ngày xuất kích 4 lần. Giờ bị nhiêu không biết, thời đó đó một ngày xuất kích 4 lần. Còn Ả Rập á thì tùy Ả Rập dở hay Ả Rập giỏi, nhiều nước dở thì một ngày 1 lần, mà giỏi thì 1 ngày 2 lần. Này chắc chạy người tốt xương rồi bạn đó. Nên ở Do Thái người ta luyện quân cái kiểu đó nữa. Mà nói chung á là ở những nước Ả Rập người ta không thể biết được, tại vì ở trong xã hội của họ cũng loạn tè hết rồi, không có yên bình đâu bạn ơi, cũng vụ này vụ kia vụ nọ rồi xong rồi cũng tùm lum hết á, giai đoạn nó ghê lắm. Rồi chuẩn bị tới chiến tranh 6 ngày. Nhưng mà chiến tranh 6 ngày là không nói video này nha, nói video khác, không đâu này không nói chiến tranh 6 ngày được, lộ đề. Thì chiến tranh 6 ngày nó diễn ra, tóm gọn cho bạn biết nè, là Israel đi qua đập luôn. Đập luôn, có lý do đập, có lý do các bạn. Lý do là cái gì? Nhớ dù trước cái khủng hoảng kinh đào Suez là tại sao? Ông kia ông lóc cái bệnh nhớ chưa? Ông lóc cái bệnh, ông không cho tàu bè của Israel ra biển đỏ. Đó, rồi xong rồi cái lần nãy ông manh nhau lóc nữa. Ông này ông mới tính thôi, ông hâm Do Thái, ê cu nháo nháo nữa, chia cho mấy cái tivi coi coi, không chia tao lóc bệnh nữa. Cái tao nói mày lóc rồi tao quýnh mày đó chứ lóc cái gì? Cái đó, ôi sợ, mấy mũi, lóc bệnh quýnh gì, kìa trước mày quýnh mày cũng thua đó, không quýnh được đâu. Tao có gì tao ra, tao báo cáo đại ca, tao lên Liên Quốc tao đập mày thôi à, gì sao xạo. Đó, mày thử coi. Xong cái, ông này lóc thiệt. Cuối tháng 5 ông lóc cái bạc luôn. Khổ quá. Chọc tao đúng không? Lóc rồi đúng không? Là lúc này là hai bên là biết là chiến tranh rồi. Chắc chắn là phải đánh rồi. Đánh cỡ nào thì không biết thôi. Mới đầu ông tưởng tượng nó nhỏ như xưa. Nên cái cú này là ông Ai Cập ông ra ông thủ CA. Ông Ai Cập ông thủ cái kinh đào CA ghê lắm. Ông thủ đó tùm lum á. Nào là tên lửa chống máy bay, rồi tên lửa chống hạt nhân đồ này nọ, các thứ đồ, các kiểu đồ. Xong ông đặt pháo ở đây, ông hay ăn quýnh cái nhà máy hạt nhân của Israel nằm ở sa mạc nữa. Ở sa mạc Negev, con cái nhà máy hạt nhân của Israel nữa. Ông tính hết rồi, ông thủ cái này ghê lắm. Đó, tại vì biết kinh đào là huyết mạch mà. Mà nói chung á, nhắc tới cái vụ thủ, cái vụ mà lóc kinh đào của ông cha Ai Cập này á, là nó tệ lắm mà. Hình như là làm cú này không nghĩ tới, không có được quân sư tư vấn. Nó dẫn tới nhiều cái lắm, nó dẫn tới khủng hoảng dầu lửa nữa. Nó khủng hoảng dầu lửa năm 73. Bây giờ năm 67 rồi đó. Ông lóc đi, ông lóc từ từ, hồi tới năm 67. Ông lóc tới năm 75 ông mới mở luôn. Ông này nói chung Ai Cập này không có chiều ông lóc. Ông lóc xong rồi ông khổ luôn. Đó, chút khổ sao kể tiếp. Rồi, là lóc kinh đào, Israel cây rồi. Rồi xong bên đây cũng thủ rồi, bên đây cũng thủ rồi. Ok, xong rồi chiến tranh chỉ có 6 ngày thôi nha. Diễn ra từ ngày 5 tháng 6 năm 67 tới ngày 10 tháng 6 năm 67. Đó. Không nói chi tiết được, đại loại là Do Thái với Triều lụm ngọt luôn, lụm sạch đất luôn. Kết quả là làm sao? Cướp sạch đất luôn, Ả Rập mất trắng. Họ biết vậy đi, video sau mình sẽ nói. Rồi xong rồi á, cái cú đó đó, về ông kia ông đau bệnh, ông đang ngồi ghế gãy luôn. Buồn, ngồi tựa lưng như nè, ghế gãy luôn. Nói về hiểu là gì? Ông Tổng thống Ai Cập, ghế ông gãy luôn. Về ông nuốt hận luôn. Bằng cha, ông này ghê lắm. Ông gãy ghế mà hồi ông hàng ghế là được bạn. Trời ơi, cái ông này á, ông gãy ghế xong ông hàng ghế. Ông kêu đàn em ra ngoài làm tóc cơ, quay video làm ầm hết nát Cairo luôn, Cairo kẹt cứng ngắc luôn. Kêu tôi thích ông này, phải cho ông lên ông lãnh đạo Ai Cập chúng ta đi từ thắng lợi tới thắng lợi khác rồi nọ kia. Ồ xong rồi ông lên lại được. Ông lên lại được cái ông tức cái vụ này, tức là cái trận đánh 6 ngày, ông thua trắng rồi.
Ông tức quá, ông phát động một chiến dịch tiếp theo, nó có tên là chiến tranh tiêu hao. Chiến tranh tiêu hao diễn trong 2 năm 1969 tới 1970. Kết quả thua nữa. Kết quả thua nữa. Rồi tới đây rồi các bạn. Video sau tôi sẽ trình bày cho bạn là chiến tranh 6 ngày. Một cái trận chiến mà gọi là làm cho cái vị thế của người Israel nó lên ghê lắm. Nó lên ghê lắm. Không ai tin được luôn á. Không ai tin được cái chuyện đó. Chúng ta ngồi đây không tin chuyện đó thì những cái bô lão ngày xưa ta cũng tin chuyện đó luôn. Người ta nói rằng Israel xảo ke, mày không thể mày chém vừa thôi mà nổ, ăn gì nổ dữ vậy. Nhưng mà cuối cùng cả thế giới phải ngã mũ với người Do Thái cú đó. Và cái cú đó là cái cú mà gọi là nó chấn động khu Trung Đông luôn. Thất bại toàn tập toàn diện và ảnh hưởng tới mấy chục năm sau, không thể nào mà gọi là không thể nào mà mình gọi là lực nước, lực quốc gia nó bị tiêu hao đó, không thể nào mà gượng dậy được. Đó, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, chiến tranh sau ngày.